Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh giới thiệu về nhà đất và bất động sản của công ty Bất động sản Việt Long. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người là ngôi nhà được xây 5 tầng tại đường 19 tháng 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích là 50m, hướng chính là hướng Đông Nam, đang được chúng tôi bắt đầu đi vào hoàn thiện. Đấy, ngôi nhà nằm ở trong khu vực đông dân cư, gần trường học, gần bệnh viện, gần các trung tâm thương mại. Có diện tích là 50m², được thiết kế rất là hợp lý. Mỗi một tầng là sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây, mọi người có thể thấy ở phía trước của ngôi nhà đây. Đấy, toàn bộ diện tích sử dụng rất là thoáng, lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí. Nhà nằm ở khu vực đông dân cư, cách đường ô tô đi là 20m. Đấy, chúng ta có thể thấy ở phía ngõ là để đi vào ngôi nhà đây. Xung quanh là khu vực dân cư ở rất là đông. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 800 triệu. Bên công ty có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ. Mọi người có nhu cầu cần tham quan nhà hoặc là tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì xin vui lòng chia sẻ đến nhiều người khác để mọi người cùng biết. Mọi người nhớ ấn like video và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi thêm nhiều nhà và bất động sản khác mà bên chúng tôi đang là chào bán và cần bán. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.